Chỉ với ba câu nói của Tào Tháo sẽ giúp bạn lấy lại ý chí, động lực ngay lập tức. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống đầy thử thách và biến đổi không ngừng này, không ít lần chúng ta cảm thấy nhụt chí và mất phương hướng, động lực. Những lúc như vậy, tìm kiếm sự khích lệ từ những lời nói khôn ngoan có thể giúp chúng ta vững tin hơn. Tào Tháo, một trong những nhà lãnh đạo tài ba và mưu lược bậc nhất thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc, ông không chỉ nổi tiếng với tài năng kiệt xuất về quân sự và chính trị, mà còn được biết đến với tư cách là một nhà thơ, nhà truyền cảm hứng với những câu nói để đời. Theo đó, khi bạn rơi vào trạng thái nhụt chí, mất phương hướng và đối diện với khó khăn trong cuộc sống, hãy đọc và suy ngẫm ba câu nói sau đây của Tào Tháo. Những lời khuyên sâu sắc này sẽ tiếp thêm nghị lực giúp bạn vượt qua thử thách và kiên trì bước trên con đường chinh phục mục tiêu của mình. Câu thứ nhất là: núi không ngại cao, sông không ngại sâu. Đây là hai câu mà Tào Tháo viết trong bài thơ Đoạn Ca Hành kỳ 2 của ông. Đó là: sơn bất yếm cao, thủy bất yếm thâm, núi không ngại cao, nước không ngại sâu. Hai câu thơ mang ý nghĩa ẩn dụ sâu sắc. Nó ám chỉ rằng một người nên luôn khao khát tiến bộ và không ngừng vươn lên, giống như ngọn núi cao không bao giờ thấy mình cao và dòng nước không bao giờ thấy mình sâu. Câu này khuyến khích chúng ta không bao giờ tự hài lòng với những thành tựu hiện tại, mà luôn cố gắng phấn đấu để đạt được nhiều hơn nữa, luôn tìm kiếm sự hoàn thiện và phát triển bản thân không ngừng. Nói một cách khác, để có thể một phen thành tựu sự nghiệp, chúng ta phải sẵn lòng đối diện với những khó khăn và không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên. Mỗi bước tiến nhỏ trong cuộc sống đều có ý nghĩa và có thể dẫn đến những thành tựu lớn lao. Tư tưởng, lòng kiên trì và sự không ngừng cố gắng trong cuộc sống, trong câu núi không ngại cao, nước không ngại sâu, có thể được diễn đạt theo ý: núi cao không từ chối đất đá mới có thể trở nên to lớn, sông biển không chê dòng suối nhỏ mới có thể thành sâu. Núi cao không từ chối đất đá, chỉ khi đối mặt với khó khăn và thách thức mới có thể trở nên to lớn, bản lĩnh, mạnh mẽ hơn. Và sông biển không chê dòng suối nhỏ, chỉ khi chịu dung nạp chất chứa những dòng sông nhỏ mới có thể trở thành biển lớn bao la. Điều này gợi nhắc đến sự quyết tâm, sự kiên trì và lòng nhẫn nại để vượt qua mọi khó khăn và đạt được mục tiêu lớn lao trong cuộc sống. Tiếp theo là câu số 2: ngựa ký tuy nằm trong chuồng nhưng chí nơi ngàn dặm, người có hoài bão to lớn tuy đã già nhưng hùng tâm tráng chí không hề suy giảm. Sau khi lấy ít địch nhiều, đả bại đại quân Viên Thiệu thần kỳ tại trận Quan Độ, khiến sức mạnh quân đội của Tào Ngụy tăng lên rất mạnh mẽ. Năm Kiến An thứ 12, tức năm 207, tức là năm 207 sau Công Nguyên, Tào Tháo thân chinh thống lĩnh đại quân tiến lên phía Bắc, đại phá Ô Hoàn, giành được thắng lợi mang tính quyết định, đồng thời tảo trừ chướng ngại cuối cùng cho việc thống nhất phương Bắc. Lúc bấy giờ Tào Tháo 53 tuổi. Tuy tuổi gần xế chiều nhưng tráng chí hãy còn, hào chí không giảm, vì thế viết ra bài thơ Quy Tuy Thọ để khích lệ bản thân tích cực tiến thủ, lập được công nghiệp mới. Và câu nói ngựa ký tuy nằm trong chuồng nhưng chí nơi ngàn dặm, người có hoài bão to lớn tuy đã già nhưng hùng tâm tráng chí không suy giảm, là hai câu trong bài thơ này của ông. Bài thơ Quy Tuy Thọ như sau: thần quy tuy thọ, do hữu cánh thì, đăng xa thừa vụ, trung vi thổ hôi, lão ký phục lịch, chí tại thiên lý, liệt sĩ mộ niên, tráng tầm bất dĩ, doanh xúc chi kỳ, bất đãn tại thiên, dưỡng di chi phúc, khả đắc vĩnh niên, hạnh thâm chí tài, ca dĩ vịnh trí. Tạm dịch nghĩa là: thần quy tuy thọ nhưng cũng đến lúc tử vong, đăng xa tuy có thể cưỡi mây gió nhưng cũng có ngày trở thành tro bụi, ngựa ký tuy nằm trong chuồng nhưng chí nơi ngàn dặm, người có hoài bão to lớn tuy đã già nhưng hùng tâm tráng chí không suy giảm. Thọ mạng ngắn dài không chỉ do trời, biết dụng tâm điều dưỡng mới có thể kéo dài tuổi thọ. May mắn thay, viết bài ca này để vịnh trí. Lão ký phục lịch, chí tại thiên lý, liệt sĩ mộ niên, tráng tầm bất dĩ. Thiên lý mã tuy già nằm bên máng cỏ nhưng vẫn luôn có chí rong ruổi ngàn dặm, người có hoài bão to lớn tuy đến tuổi về chiều nhưng hùng tâm tráng chí không hề suy suyễn. Như đã nói, khi viết bài thơ này, Tào Tháo đã 53 tuổi. Ở độ tuổi xế chiều, ông vẫn còn nhiều hoài bão, điều đó thể hiện tinh thần tích cực, lạc quan của ông. Trong cuộc đời của Tào Tháo, ông đã trải qua vô số trận đánh, chiến thắng cũng lắm mà bại cũng nhiều. Khi Trương Tú làm phản mang quân đánh úp vào doanh trại của Tào Tháo, khiến quân Tào không kịp trở tay, Tào Tháo trúng mũi tên khi đánh trận phải tháo chạy. Con trai Tào Ngang và cháu trai Tào An Dân cùng mãnh tướng Điển Vi đều thiệt mạng tại Uyển Thành. Đó là một sự mất mát tổn thất vô cùng lớn và đau xót của Tào Tháo. Mùa đông năm Kiến An thứ 13, tức năm 208, sau một năm khi chiến thắng Ô Hoàn, lúc này Tào Tháo đã 54 tuổi,
nhưng vẫn thân chinh dẫn đại quân xuống phía nam phạt Ngô. Tuy nhiên, lần này ông bị đại bại tại trận Xích Bích trước liên minh hai nhà Tôn Lưu. Đây chính là một đòn giáng nặng nề khiến cho giấc mộng cửu hợp chư hầu nhất thống Trung Hoa của ông không bao giờ có thể thực hiện được nữa. Tuy vậy, nhưng điều đáng quý là sau mỗi lần thất bại, Tào Tháo không bao giờ mất tinh thần chiến đấu. Ông luôn có thể vực dậy và bắt đầu lại từ đầu. Nhà thơ Tô Đông Pha trong Chảo Thác Luận ông viết: những người làm được việc lớn thời xưa không chỉ có tài năng phi thường mà còn có tính kiên trì. Tào Tháo chính là một người như vậy. Ông đã vô số lần đứng lên sau thất bại và tiếp tục kiên trì phấn đấu hoàn thiện bản thân không ngừng nghỉ. Và cuối cùng là câu số 3. Anh hùng là người trong bụng có chí lớn, có mưu cao, có tài bao trùm được cả vũ trụ, có chí nuốt cả trời đất kia. Đây là câu nói của Tào Tháo được thuật lại trong Tám Quốc Diễn Nghĩa tại hồi thứ 21. Nội dung kể về bữa rượu Tào Tháo đãi Lưu Bị trong thời gian Lưu Bị tạm thời nương náu trên đất Ngụy. Đây là điển tích được gọi là uống rượu luận anh hùng hay mơ xanh uống rượu luận anh hùng. Tào Tháo không chỉ là một chiến lược gia xuất sắc mà còn là một người có tầm nhìn xa trông rộng và ý chí mạnh mẽ để thực hiện những mục tiêu lớn lao. Tào Tháo đã thể hiện sự chí lớn nuốt cả thiên hạ, hoài bão vô biên và mưu cao thông qua việc quyết tâm xây dựng và mở rộng đế chế Tào Ngụy, không ngừng chiến đấu để thống nhất Trung Hoa. Ông đã có khả năng bao trùm được nhiều vùng lãnh thổ, tăng cường quyền lực chi phối các cuộc chiến và tạo ra ảnh hưởng lớn đối với vũ đài chính trị lúc bấy giờ. Trong cuộc đời mình, Tào Tháo từng tham chiến hơn 60 trận lớn nhỏ, sống sót qua hơn 10 lần nguy hiểm, phải đối mặt với 3 lần phản bội và 2 lần ám sát. Mặc dù là như vậy, chẳng những ông luôn tỏ ra lạc quan bằng thái độ thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, mà hơn hết đó chính là ý chí kiên định và quyết tâm của ông không mảy may bao giờ suy giảm. Và nếu như hiện tại bạn đang hao mòn giảm sút ý chí và phương hướng trên đường đời, bạn có thể tạm dừng lại, nghỉ chân, đọc và suy ngẫm về 3 câu nói trên của Tào Tháo để lấy lại khí thế, động lực và bước tiếp. Hãy luôn ghi nhớ rằng nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Chúc cho bạn, cho tôi và cho tất cả chúng ta sẽ luôn nuôi dưỡng được ý chí hoài bão của mình để một ngày không xa chúng ta thành tựu được đại nghiệp. 6 triết lý sống và làm việc đỉnh cao của Tào Tháo còn nguyên giá trị đến ngày nay. Thứ nhất là cương nhu đúng lúc, có giãn tùy thời, tinh thông ứng biến. Sau khi đưa Hán Hiến Đế về Hứa Đô và giành ưu thế chính trị nhờ lá bài phò tá thiên tử hiệu lệnh chư hầu, biến vị hoàng đế 15 tuổi thành con rối của mình, biến sứ mệnh của mình trở nên danh chính ngôn thuận. Dựa vào con át chủ bài là hoàng đế này, Tào Tháo chiếm một lợi thế tuyệt đối trong chính trị. Từ đó, diệt Viên Thiệu, bình Lữ Bố, dần dần thống nhất lưu vực sông Hoàng Hà, khôi phục lại chức thừa tướng, phong Ngụy Vương và tạo nên bá nghiệp làm chủ vùng Trung Nguyên rộng lớn. Tào Tháo có quan điểm quản trị theo chủ nghĩa thực dụng, không coi trọng hư danh. Mục tiêu của Tào Tháo rất rõ ràng, đó là thống nhất thiên hạ, an bang định quốc, những thứ khác đều chỉ là phương tiện. Tào Tháo có câu danh ngôn: đừng mộ hư danh mà chuốc lấy họa thực. Chỉ cần bản thân có đầy đủ mọi thứ của thiên tử, còn cái hư danh gây tranh chấp rắc rối kia thì thiết gì. Sách lược mượn danh thiên tử thống lĩnh chư hầu là phương tiện rất thông minh của Tào Tháo, giúp ông có một lợi thế lớn trong cuộc hỗn chiến này. Chủ nghĩa thực dụng của Tào Tháo cũng được thể hiện trong việc dùng người. Nguyên tắc dùng người của ông là không hỏi lai lịch xuất thân, chỉ cần có tài là sẽ được dùng, và đã dùng là phải tin, không tin thì không dùng. Triết lý thứ hai, đó là can đảm thận trọng, dám nghĩ dám làm, đại nghiệp tất thành. Đổng Trác vào kinh đô Lạc Dương, bắt ép thiên tử, điều khiển triều đình, gây họa bách tính. Trong ngoài triều không ai không nghiến răng căm giận. Vương Doãn bí mật họp các quan viên để kể tội Đổng Trác. Ai nấy nghe theo Vương Doãn nói xong đều khóc lóc thương cảm. Duy chỉ có Tào Tháo cười lớn, rồi xin mượn đao thất tinh một mình đi hành thích Đổng Trác. Mặc dù cuộc hành thích bất thành, sau đó ông phải bỏ trốn, nhưng sự kiện đó cũng cho ta thấy chí khí và lòng can đảm của Tào Tháo to lớn như thế nào trước một Đổng Trác bá đạo lúc bấy giờ. Về sau này, trong trận Quan Độ, mặc dù tương quan binh lực hoàn toàn lép vế trước Viên Thiệu, nhưng với sự mưu trí và dũng cảm, Tào Tháo đã đích thân dẫn 5.000 binh sĩ nửa đêm tập kích doanh trại và đốt sạch kho lương của quân Viên Thiệu. Chính nước đi này của Tào Tháo đã làm xoay chuyển toàn bộ thế cục của cuộc chiến, khiến cho quân Viên Thiệu không còn cửa thắng. Thế mới thấy,
kẻ làm việc lớn trước tiên phải dám làm chứ không phải ngồi khóc. Và cũng thấy sự quản trị bản thân đỉnh cao của Tào Tháo là không chấp vào lối mòn cũ mới có thể đạt được thành tựu lớn. Thể hiện tốt bản thân chính là sức cạnh tranh. Dám nghĩ, dám làm, tích cực hành động. Làm người cần có đam mê. Thứ ba là tự lực tự cường, kỷ luật nghiêm ngặt, lấy thân làm mẫu. Đối với tài quân sự của ông, Ma Tôn Cương, nhà phê bình tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa, dù có thành kiến không tốt với Tào Tháo cũng công nhận rằng việc binh của Tôn Quyền do Đại Đô Đốc quyết đoán, việc quân của Lưu Huyền Đức do quân sử quyết đoán. Chỉ có Tào Tháo là tự nắm quyền hành quân, một mình quyết đoán. Tuy rằng có các mưu sĩ giúp mưu, nhưng phần quyết định cuối cùng bao giờ cũng do Tào Tháo. Tháo tỏ ra xuất sắc hơn hẳn về tôi. Thế thì Lưu Bị, Tôn Quyền không thể ví được với Tháo vậy. Cứ xem mỗi lần Tháo dự định mật kế, ban đầu các tướng đều không hiểu, sau khi thành công các tướng mới thán phục. Đường Thái Tông có đề trên mộ Tào Tháo rằng: nhất tướng chi trí hữu dư, lương nhiên, lương nhiên. Một tướng sở hữu trí tuệ thượng thừa. Đúng vậy, đúng vậy. Khen như thế thật đúng. Có lần do phải hành quân qua một ruộng lúa, nên Tào Tháo căn dặn không ai được làm tổn hại dù chỉ là một nhành lúa trên cánh đồng. Nhưng con ngựa của Tào Tháo sau đó lại bị bầy chim đang ăn trên ruộng lúa chợt bay vút lên, khiến nó hoảng sợ, dẫm đạt nát một góc ruộng. Tào Tháo sau đó liền rút gươm kề cổ của mình trong tư thế chuẩn bị tự sát, thì quan quân súng lại can ngăn. Ông bèn cắt chỏm tóc trên đầu và nói: ta tạm tha tội cho mình, nhưng dùng tóc để thay đầu. Cổ nhân cho rằng thân thể, tóc và da đều do cha mẹ ban cho, cắt tóc là một chuyện rất hệ trọng. Do đó, hành động này của Tào Tháo cũng là một hình thức tự trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Kỳ thực thì đây là một trong những kỹ xảo chính trị của ông. Tào Tháo cắt tóc vừa có thể giữ được uy tín trước mặt tướng sĩ của mình, cũng đắc được lòng dân, lại giữ được sự thành tín, trung thực, đã nói là làm. Thứ tư là mượn sức chế nhân, dựa vào tập thể, có tinh thần hợp tác cao. Năm 197, Viên Thuật xưng đế ở Thọ Xuân. Chỉ sau một năm, mâu thuẫn giữa Viên Thuật với đồng minh Lữ Bố ngày càng gay gắt và rõ ràng. Nhân tình thế đó, Tào Tháo đã nghĩ cách lôi kéo Lữ Bố về phía mình để thuận lợi chinh phạt Viên Thuật. Tào Tháo đã lấy danh nghĩa của triều đình để tấn phong cho Lữ Bố làm Tả tướng quân. Thậm chí, Tào Tháo còn đích thân viết một bức thư thể hiện thiện ý muốn chiêu nạp Lữ Bố. Vốn đang có hiềm khích với Viên Thuật, Lữ Bố đã vô cùng đắc ý khi nhận được chiếu thư sắc phong danh chính ngôn thuận của triều đình cùng với sự trọng vọng của Tào Tháo. Động thái này đã làm mối quan hệ giữa Viên Thuật và Lữ Bố thêm phần xấu đi và khiến liên minh Viên Lữ nhanh chóng tàn rã. Ngay sau đó, Tào Tháo đã lần lượt tiêu diệt các thế lực Viên Thuật và Lữ Bố. Những chiến thắng của Tào Tháo từ trong quần hùng cuối thời Đông Hán tuyệt đối không phải nhờ vào chuyên quyền độc đoán, mà là nhờ vào việc tiếp nhận ý kiến của các mưu thần. Ví như Tuân Úc, Quách Gia, Chỉnh Dục, Hứa Du đều đưa ra những ý kiến đúng đắn trong những thời khắc quan trọng, cống hiến sách lược trong việc bình định thiên hạ. Vì vậy, muốn thành đại sự không chỉ biết dùng người tài mà còn luôn biết dựa vào sức mạnh của tập thể và bắt tay với đối thủ trong những tình cảnh đặc biệt, từng bước lôi kéo địch thủ để đạt được mục đích chiến thắng của mình. Trong chuyện đối nhân xử thế, con người chúng ta vốn không thoát khỏi được mối quan hệ lợi hại. Lợi và hại cũng là điều quan trọng mà ai cũng phải suy xét đến nếu muốn có được thành công. Khi mà năng lực chưa đủ sâu, thực lực chưa đủ mạnh, chúng ta cần phải biết nhìn xa trông rộng. Khi bản thân vào thế cửa dưới, bạn cần phải học cách vận dụng sức mạnh của người khác, thậm chí là của đối thủ, để đi tìm chiến thắng cho bản thân. Triết lý thứ 5 là làm việc cúi đầu, làm người ngẩng đầu, cười trong nghịch cảnh, tin vào chính mình, nhất định thành công. Một trong những ưu điểm của Tào Tháo là biết nhìn người và rất biết cách dùng người, cúi đầu để thu phục nhân tâm. Trong quá trình chinh chiến, Tào Tháo đã thu phục được rất nhiều hào kiệt cả văn lẫn võ, làm người hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển cơ nghiệp của mình. Sở dĩ như vậy vì ông khéo lấy lòng họ. So với Tôn Quyền và Lưu Bị, hàng ngũ tướng sĩ của Tào Tháo đông và mạnh hơn rất nhiều. Ngoài những tướng trong họ hàng thân thích có tài như Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Yên, Tào Nhân, Tào Hồng, còn có những người ngoài họ, trong đó biên văn có Tuân Úc, Tuân Du,
Trình Dục, Quách Gia, Tư Mã Ý, Lưu Hoa, Giả Hủ, Mãn Sủng, Mao Giới, Hứa Du, Trung Giao. Bên võ có Điển Vi, Hứa Chử, Lý Điển, Nhạc Tiến, Vu Cấm, Trường Liêu, Trương Cáp, Tư Hoàng, v.v. Lực lượng hùng hậu đó giúp Tào Tháo luôn ở thế mạnh hơn trong những trận giao tranh với phe Lưu Bị và Tôn Quyền. Cả cuộc đời chinh chiến, thắng cũng nhiều mà thua cũng lắm. Nhưng bất luận là thua trong hoàn cảnh thế nào, thì Tào Tháo vẫn luôn thấu triệt tư tưởng của binh pháp, đó là thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Vì lẽ đó, ông lúc nào cũng tỏ ra lạc quan, khoáng đạt, kể cả khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Nghịch cảnh đến mà vẫn cười, đó là phong cách của đại trượng phu chí khí ngút trời. Tháng 7 năm 221, Tào Tháo đích thân mang quân đánh Mã Siêu tại Đồng Quan. Khi quân Tào Tháo qua sông thì Mã Siêu bất thần mang 10.000 quân đến đánh úp, bắn tên như mưa. Người treo thiên của Tào Tháo bị trúng tên chết. Tướng Hứa Chử phải một tay cầm yên ngựa che cho Tào Tháo, tay kia chèo thuyền. Tam Quốc Chí viết: nếu như hôm đó không có Hứa Chử ở bên cạnh, Tào Tháo đã nguy hiểm đến tính mạng rồi. Sau khi nhìn thấy Hứa Chử dốc sức bảo vệ Tào Tháo lên bờ an toàn, quan quân các tướng khác vui buồn lẫn lộn, không nhịn được mà ôm mặt khóc. Còn Tào Tháo thì cười lớn một cách sảng khoái, nói rằng: hôm nay ta suýt nữa là bị tên tiểu tử Mã Siêu vây hãm rồi. Đây chính là phong độ và sự gan dạ của một hùng chủ. Cho dù là bỏ chạy trong tình cảnh tồi tệ thì vẫn ung dung mỉm cười, chí lớn không lung lay. Vì vậy, sống ở đời, làm việc phải biết cúi đầu, làm người ngẩng đầu danh chính ngôn thuận, dũng cảm từ chối, dũng cảm nói không, cười trong nghịch cảnh, tin vào chính mình, nhất định thành công. Và thứ sáu là cơ hội đến rồi thì nhất định đừng bỏ lỡ. Cuộc tranh giành lợi ích giữa Viên Thiệu và Tào Tháo được định đoạt bởi việc ai là người tận dụng thời cơ tốt hơn. Sau khi thảo phạt xong Công Tôn Toản, Viên Thiệu không mang đến tình cảnh nhân dân đang khốn khổ, lương thảo đang kiệt quệ. Viên Thiệu cũng không nghe lời mưu sĩ Thư Thụ nói: Tào Tháo có thiên tử hậu thuẫn nên phải thảo phạt Tào Tháo chính là tạo phản. Viên Thiệu tiếp tục phát động trận chiến Quan Độ, khởi quân chinh phạt Tào Tháo. Trái ngược với một Viên Thiệu nóng nảy vội vàng, là một Tào Tháo luôn suy tính cẩn trọng. Hành động bộc phát này của Viên Thiệu chính là một cơ hội tốt để Tào Tháo tiêu diệt triệt để họ Viên, khiến cho họ không còn cơ hội trở mình. Khương Thái Công từng nói: thời cơ hiếm có không thể bỏ lỡ, cần phải nắm bắt và tận dụng triệt để. Thời cơ chưa tới thì không được làm càn, thời cơ đến rồi thì không được do dự. Cơ hội chỉ dành cho những người đã có sự chuẩn bị kỹ càng, cơ hội cũng chỉ đến với những người biết nắm bắt mà thôi. Muốn làm nên đại nghiệp lớn, nhất định phải biết nắm bắt cơ hội, tận dụng cơ hội, biết chờ thời hành động mà cũng biết nương theo thời thế mà phát triển. Cơ hội đâu phải lúc nào cũng có, cơ hội đến rồi thì không được bỏ lỡ, như vậy thì chúng ta mới có cơ hội để thành công. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ 6 triết lý sống và làm việc đỉnh cao của Tào Tháo còn nguyên giá trị đến ngày hôm nay.